Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Trang. Ở video clip trước, mình đã chia sẻ hướng dẫn cho các bạn cách tập nhặt da chết trên vỏ quả chanh. Ở trong video clip này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nhặt da chết trên tay thật. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách nhặt da chết trên tay thật đầy đủ các bước cho các bạn học leo tại nhà. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nhìn đâu là da chết và phần nào cần phải cắt bỏ. Đây các bạn nhìn, cái phần từ keo theo cái viền mình chỉ đây là phần da chết. Từ cái phần viền mà mình chỉ đây là lùi lại về phía phần móng này nhá, là cái phần da chết. Đây cái đường mình chỉ đây. Có rất nhiều người thì tay da chết của tay người ta sẽ rất là nhiều, mà có người thì da chết rất là ít. Rồi bây giờ đầu tiên là chúng ta cần bôi vitamin E vào để làm cho mềm da. Sau khi mà các bạn bôi xong vitamin E cho mềm da ấy, thì xong rồi các bạn cho tay vào nước ngâm khoảng từ 2 đến 3 phút cho mềm da. Nếu mà cái da nó cứng quá sẽ không nhặt được, sẽ khó nhặt. Mà nếu mà mềm quá thì cũng không nhặt được. Đây mình sẽ chỉ cho các bạn phần khóe, móng phao móng và phần chân móng. Cái phần các bạn nhìn đây, cái phần phía chân này này, đây là phần chân móng, còn đây là bề mặt móng này. Phần này là phần khóe móng, phần khóe móng này đó. Và cái phần mà cái trắng, phần trắng trắng đây, cái phần trắng trắng đầu ở đầu đây gọi là phao móng. Rồi bây giờ các bạn thực hiện là cho tay vào trong nước ngâm. Sau khi mà chúng ta đã ngâm tay vào trong nước tầm 2 đến 3 phút thì chúng ta bắt đầu sử dụng cây đẩy da. Chúng ta đẩy phần biểu bì da chết. Chúng ta cầm tay khách này và chúng ta bắt đầu đẩy những cái phần da chết ở phần móng này. Chúng ta không lên ấn mạnh xuống, không, chúng ta không lên ghì mạnh xuống móng của khách, sẽ làm khách bị đau. Chúng ta lên vừa đưa vừa phải. Phần chân móng thì móng ở phần chân này rất là lon, rất là dễ bị tổn thương, nên là chúng ta đưa nhẹ thôi, không lên đưa quá mạnh. Chúng ta cây kìm này, các bạn nhìn cách mình cầm. Các bạn nhìn cách mình cứ cầm cái cây đẩy ra để mình đẩy này. Này các bạn check này. Check cái kìm tầm 80 độ. Chúng ta đẩy da chết trên bề mặt. Chúng ta đẩy da chết trên bề mặt móng. Chúng ta đẩy phần khóe này, rồi đến phần chân này, và như cứ như thế các ngón. Các bạn cứ nhìn mình thao tác mình làm nhé. Mình cầm kìm này, các bạn nhìn cách mình. Mình làm rất là chậm để các bạn cùng xem nhé. Thank you.
khi mà chúng ta đã đẩy ra chết hết các bà hết các ngón tay ở trên bàn tay rồi ấy, thì bây giờ chúng ta sẽ lau cái phần chúng ta sẽ lau cái vitamin E đi nhé. Rồi bây giờ chúng ta sử dụng kềm nhặt da, chúng ta sẽ tiến hành nhặt da chết. Các bạn nhìn cách mình cầm nhé, mình lấy ngón tay trỏ này làm điểm tựa này, chúng ta cứ thực hiện nhé. Như ở video trước mình đã thực hiện trên vỏ quả chanh cho các bạn xem ấy. Bây giờ chúng ta chỉ mở chúng ta chỉ lên mở kềm từ 2 đến 3 mm thôi, không lên mở quá to. Và chúng ta thực hiện một bước tiến này, một bước lùi. Chúng ta tiến thì chúng ta đóng kềm vào và chúng ta đóng kềm và chúng ta rút. Một bước tiến, một bước lùi này. Các bạn nhìn mình. Đó. Mình sẽ làm rất là chậm, rất là từ từ cho các bạn xem. Mình không làm nhanh quá các bạn sẽ không nhìn thấy. Đó. Chúng ta tránh cắt quá sâu lên phần phía trên này nhá. Nếu mà chúng ta cắt lên trên phần trên này thì sẽ làm cho tay khách bị xước móng rô. Nếu các bạn thấy video của mình hay, hữu ích, hãy cho mình một like nhé. Nếu các bạn có thắc mắc vấn đề gì, hãy để lại bình luận ở phía dưới video nhé. Mình sẽ trả lời các bạn. Còn nếu bạn nào có cách làm nó hay hơn thì hãy để lại bình luận ở dưới phần video để mọi người cùng biết nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.